Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 17 từ câu 22 đến câu 27. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um thì những người thu thuế cho đình thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng xu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Suy niệm: Ngày xưa có một ông vua kia muốn biết tinh thần trách nhiệm với việc chung của dân chúng trong nước như thế nào, đã sai người khiêng một tảng đá lớn đặt chắn ngang một con đường liên tỉnh và nấp vào một bụi cây gần đó quan sát thái độ của người qua lại. Vua thấy có nhiều người đi bộ, đi xe trên con đường này. Những người đi bộ thì vòng qua tảng đá mà đi, còn nhiều người đi xe đến nơi gặp tảng đá chắn ngang, chỉ biết dừng lại cầu nhào kêu trách. Nhà vua đã không sớm cho người đến khai thông con đường cho dân được nhờ, rồi họ quay đầu xe trở lại để tìm đi con đường khác. Và tảng đá to đùng kia cứ tiếp tục nằm chắn ngang trên mặt đường. Đến gần trưa, nhà vua thấy một bác nông dân đang ngồi trên chiếc xe bò cồng kềnh đi tới. Nhìn thấy tảng đá chắn ngang đường, bác ta liền dừng xe lại, nhảy xuống và cố sức đẩy tảng đá sang bên vệ đường. Loay hoay một mình mãi không xong, bác ta lại kêu gọi thêm một số thanh niên trai tráng gần đó cùng hợp tác với mình để đẩy tảng đá. Sau đó con đường trở nên thông thoáng và xe cộ lại có thể tiếp tục qua lại bình thường. Sau khi dời được tảng đá, bác nông dân trở lại chiếc xe bò để đi tiếp cho kịp phiên chợ. Bỗng bác nhìn thấy một gói tiền vàng ai đó vừa mang đến đặt ngay tại chỗ tảng đá khi nãy. Đó chính là món quà do Đức Vua truyền thưởng cho người có tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung. Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái không những phải đóng thuế cho nhà nước, tức là thuế dân sự, mà còn phải đóng thuế cho đền thờ nữa. Ngoại trừ đàn bà, các thiếu niên và các nô lệ, tất cả những ai từ 20 tuổi trở lên đều phải nộp thuế để bảo trì và tu sửa đền thờ Jerusalem. Chúa Giêsu tuy Ngài là con Thiên Chúa, nhưng để làm gương sáng cho mọi người, Chúa đã nhắc nhở Phê-rô phải chu toàn bổn phận không chỉ cho con mà còn cả cho thầy. Mỗi người chúng ta noi gương Chúa chu toàn bổn phận của mình cách tự nguyện, để chung tay lo cho công việc chung, biết đóng góp phần nhỏ bé của mình như là một viên đá sống động để xây dựng giáo hội cả vật chất lẫn tinh thần ngày một tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chu toàn bổn phận với quê hương đất nước. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị nước trời trong những bổn phận hàng ngày và trong những nghĩa cử yêu thương nhỏ bé của chúng con dành cho tha nhân. Vì chưng nên thánh là chu toàn bổn phận hàng ngày. Amen.